Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Đồ Cũ Địa Chỉ Ngoại Phòng. Hôm nay trong một cái buổi sáng thứ bảy, hôm nay em sẽ lên một clip giới thiệu các bác ba cái chum lung nghiến. Em còn duy nhất ba cái chum lung nghiến này, thì hôm nay sẽ lên quay một clip để giới thiệu ba cái chum cho các bác. Nói chung là hàng khá là đẹp, gần như là không có vết. Đây, một quả, hai quả, ba quả, quả số 1, quả số 2, quả số 3, toàn là những quả đẹp thôi. Thì em sẽ đo kích thước của báo giá luôn nhé. Hàng nó rất là đẹp và gần như là không có vết, gần như đến 99% không có vết. Thì em sẽ đo kích thước của báo giá luôn từng quả một thôi các bạn, quả số 1, quả số 2, quả số 3. Thì sẽ đo kích thước từng quả một, sau đó quay chi tiết và báo giá luôn cho các bạn, nó dễ. Thì em sẽ đi gỡ đầu tiên là quả số 1 nhé. Quả số 1 này là cao 35 này, cao 35, đường kính của hắn là 14. Quả số 1 này cao 35, đường kính 14 nhé. Số 1 cao 35, đường kính 14 đây. Em sẽ bỏ quả này lui ra, cho quả này vào giữa, nó quay rõ cho các bác nhìn cái chất của nó nha. Đây, bỏ quả này lui ra đây, bẻ vào gần cho các bác nhìn nó nét này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây nó có tí vết đây này, tí vết đây thôi. Đấy, rất là đẹp. Đấy, quả số 1 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Khá đẹp nha. Quả này em báo giá luôn quả này này. Quả này em bán là 950k này, 950 qua quả số 1 này. Đấy, giá này giá chuẩn nha các bác đừng mặc cả nhé. 950k quả số 1 này. Tiếp đến là quả số 2 này. Số 2 này, đây là quả số 2 này. Đấy, các bác chơi, các bác quay cái mặt này ra là sẽ rất là đẹp này. Đấy, cái màn này là vân gỗ tự nhiên này. Đấy, cái lưu nghiến này nó có một cái chất vân nó khá là đặc biệt luôn này, nó rất nhiều tầng màu, chứ nó không cứ là một màu vân nhé, mà nó sẽ chia rất nhiều màu. Đấy, quả này quả số 2 này, quả số 2 này là cao này 39, quả số 2 cao 39 và đường kính của hắn là 12.5, cao 39, quả số 2 cao 39 và đường kính 12.5. Quả này cũng là 950k nhé. Đây em sẽ quay cho các bác nhìn này. Đây nó có tí vết chỗ này, lấm tấm vết chỗ này này. Một tí này thôi, một tí tí này lấm tấm vết này thôi, còn gần như nó rất là đẹp luôn. Đấy, đấy, chỗ này là cái vân nó rất là nhiều màu sắc vân luôn này. Chớp mà, nó là dạng chớp ấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đặc luôn nhá, tất cả đế đều đặc hết, đặc hết, không có vết nỗi gì cả mà cũng không nứt răm. Để các bác có thể nhìn thấy gần như là không một tí nứt răm nào luôn, không nứt răm. Những quả này của em cam kết là không có nứt răm luôn, rất là đẹp. Cho quả số 2, đây là quả số 3 này, cuối cùng quả số 3 này, quả số 3 nhé. Quả số 3 thì em sẽ đo kích thước luôn quả số 3, các bác xem kích thước. Quả số 3 này là cao 35 này, 36, quả này cao 36. Đường kính quả này là 11.5, cao 36, đường kính 11.5. Quả này em bán giá, báo giá luôn quả này đây. Quả này em bán 850k, cao 36, đường kính 11.5. Quả này đây, cái mặt này của nó thì nó là kinh điển rồi, kinh điển luôn. Đây các bạn nhìn này, mặt này là cái nu ngoài của nó này, là kinh điển luôn nhá, toàn nu và lu luôn. Các bác nhìn cho toàn nu và lu. Đấy, rất là nhiều, mà sau đó là vân này, vân nó rất là nhiều màu sắc vân luôn, mà sau vân của nó cũng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Quả này là 850k này, mà sau của nó vân cũng cực kỳ vít và đẹp luôn. Và quả này thì 100% là không có vết. Ở đây có một tí vết đây. Đây, nhìn kỹ các bác sẽ thấy một tí vết này, này. Duy nhất một tí vết đây đây nhá, nhìn kỹ thấy.
Qua đây chưa có quay mặt này ra thì nó cực kỳ đỉnh cao VIP luôn. Đấy là đã hết một tí vết chỗ đấy thôi, còn toàn bộ lại là không có tí nước răm nước giết gì cả, đẹp tuyệt vời và không có nước răm. Đấy chỉ có 850k để các bác ý nhé. Ví dụ em này, quả số 1 này, số 1 này là 950 này, 2 950 này, quả số 3 là 850 này. Đấy, do lấy quả nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em chú quả trực tiếp. Thì đầu năm là thợ thuyền nó chưa đi làm, nó chưa có hàng sản xuất ra phụ các bác. Rồi rơi tầm khoảng ngoài 20 thì bắt đầu em sẽ làm ngọc áo đầu tiên. Đấy, còn giờ hiện tại thì nhà cũng không có đồ gì, cuối làm 300 đi hết rồi. Và đầu năm thì thợ chưa làm, thợ quân nó ăn rằm trong, hôm nay là rằm nấu riêng rồi. Thì ăn rằm thì hôm nay rơi tầm khoảng 16, 17 thì chúng nó bắt đầu lác đác đi làm. Thì lúc đấy mới có ra hàng phụ các bác được, số lượng nhiều rồi, còn hiện tại bây giờ thì cũng chưa có hàng số lượng. Đẹp này, các bác có lấy quả nào đấy, có bác nào bê được cả ba quả thì giá êm hơn một tí. Đấy, bê được cả ba quả thì giá êm hơn, rất đẹp nhá. Em đánh giá ba cái chum là cực kỳ đẹp luôn. Xin chào và gặp lại các bác nhá, chúc các bác một năm mới gọi là phát tài phát lộc, mạnh khỏe, mọi sự đều là thành công.